và đi xuống đây là bắt đầu nó đi dựng ngược cả đó. Cái này anh có nghĩ là liên quan đến luật nhân quả không anh xem? Có. Vậy đó. Mà anh cũng không ngại nói lên câu này ha. Có. Thấy có mà mình nặng lắm. Dạ nặng ha. Mình cũng như mình xe kia dính con lươn vậy đây. Cái mình nắm lươn này nè. Cái mình bỏ vô bị. Bỏ vô bị thì đút lúc nào mình có lươn mình cũng đút cái đầu vô trước. Đút đầu lên thì lươn vô xuống đó thì quay qua là con mình nó nằm ở trong cái bao lươn không mà lúc đó anh giật khi nào mà chạy tới rồi rồi anh giật mình thức dậy luôn không? Giật mình thức dậy còn niệm Phật không? Rồi đó đó ha, ngay chân cái chỗ cái ngay chân chỗ là vòng vòng rồi đấu từ cái mí đó qua đây mà nếu mà xịt cái lần đó không có là lần này cũng thấy dính thì từ cái chạy cọc mà đảo lại lúc nào mà xả nước đi ra giờ là xịt dính mà lươn không có nhỏ được cắn cái lên không à. Dữ lắm nè, nổi ra thì nó ốc. Mình không phải mà mình làm cái gì cho nó nổi được nha. Có cái là sự thật như vậy đó. Mình nhắc tới là xuống đây là thấy ớ ngằn. Cũng xin chào quý bà con và các bạn đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh cũng đến gặp gia đình của anh Sang, hỏi thăm sức khỏe của con gái anh Sang. Thì sau đó anh Sang cũng dắt anh em đi đến cái nơi mà khoảng 10 năm về trước anh Sang có nằm chiêm bao. Là giấc mơ là thấy ba giấc mơ cùng giống như nhau, là khi mỗi đêm khi mà đến cái chỗ nơi cái cây còng là cái đường mương đó đó là anh Sen triệt lúc nào cũng có lương hết trơn, lúc nào cũng có. Thì anh khi mà anh triệt anh bắt con lương anh bỏ vào trong cái bao đó, thì giờ dở cái bao ra thấy con của mình nằm ở trong võng là mang cái căn bệnh tật nguyền là không có xương sống, giống như một cái con lươn mà đang bị xiệt bị gãy xương sống. Thì ảnh cũng không có ngại để chia sẻ cho bà con đây là nghiệp nhân quả rất là nặng, cho nên anh từ đó tới giờ anh cũng giảm lại, tức là giảm thôi chứ cái cuộc sống ở trong thôn quê thì cũng phải đi kiếm cá ăn đỡ tốn tiền. Ở trong đây là ở trong đồng trong quê nha khán giả, cho nên thì không có gần chợ búa, anh cũng phải đi xiệt để kiếm tiền mua cá, mua khỏi mua cá, khỏi mua đồ ăn, đỡ đi cái kinh phí. Thì cái hoàn cảnh anh cũng khổ cho nên anh không có đi xiệt bán nữa, lâu lâu anh cũng đi xiệt để kiếm ăn thôi. Thì anh dắt anh em đi xuống cái đường mương mà nơi cái cây còng mà hồi xưa đó mà không biết bây giờ còn cây còng hay không. Là khu vực đó là ba đêm liên tiếp anh nằm mơ thấy như vậy, không sai một chút xíu nào. Mỗi lần anh mơ xong thì anh cũng hết hồn và giật mình thức dậy chỉ niệm Phật thôi. Thì hôm nay anh cũng không ngại dắt anh em đi đến cái nơi đó để chia sẻ đến khán giả gần xa nghiệp nhân quả là có thật. Thì mời khán giả cùng tiếp tục theo dõi một đoạn video mà anh Sen dắt anh em đi ra một cái cánh đồng mà nơi mà anh Sen nằm thấy ba giấc mơ liên tục. Thì mời khán giả cùng tiếp tục ạ. Thì lúc đó người ta không có làm giường là bỗng hết trơn, vậy sau này mới làm giường. Mở cái chìa khóa cho chú Năm nhờ đi vô chút được không? Dạ đi chưa bằng ngày không ạ? À? Dạ đi bằng ngày không ạ? À? Dạ không. Nhưng mà bỏ là mà ít lắm. Tại vì mình nói ra thì cô bác mình thông tin thì mình cũng gắn chữ với bà già thôi. Hôn mà đi xuống đây là bắt đầu nó đi dựng ngược cả đó. Cái này anh có nghĩ là liên quan đến luật nhân quả không anh xem? Có. Vậy đó. Mà anh cũng không ngại nói lên câu này ha. Có. Thấy có mà mình nặng lắm. Dạ nặng ha. Dạ. Theo anh nghĩ là mình sát sinh nhiều quá, mình cái nghiệp mình nặng hay sao anh? Dạ đúng rồi. Nặng không biết đường nào mà ta nổi luôn. Không dám nói mà không dám kể luôn, hoặc giả cái này kia cái nọ dữ lắm. Dạ giống như mình nói này lên cho bà con sau này được hạn chế ha. Dạ đúng. Chứ cũng không có phải xấu gì đâu. Mong muốn anh em là có cái nghề nào mà đi làm á, né được cái nghề xiệt này thì nó né. Chứ còn mà tại mà mình thấy trước mắt rồi mà mình đi làm nữa thì quá rồi. Dạ. Mong muốn anh em sao mà có công ăn chuyện làm thì đi làm một chuyện khác đi. Cũng đó cái này là không có vườn tược vậy đâu. Dạ. Mà trống lỏng mà hơn nữa mà kia nó có cái gò mộ. Gò mộ nữa hả? Dạ. Có cái gò mộ. Hay lúc anh xịt đó là có chứ? Có rồi. Có trước đó nữa. Mà điều mình đó cũng như mình không có nghĩ là cái vấn đề mà
để ta cho mình thấy vậy đó. Dạ. Cái đó mà không phải mình thấy rồi mình ấn ăn ấn ốc vậy cái này. Trời ơi, tôi mình nó đâu, đâu 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 cho coi. Đâu 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 đứng đứng đứng. Sao nổi da gà dữ vậy trời. Lâu lắm rồi. Lắm rồi là nhắc đến là da gà không là không có đi xuống đây. Đi xuống đây là mình nhớ chật lại là thế sao nó kỳ mình quá. Ừ. Đúng như nói đúng rồi ha. Dạ. Có cái mọi người người cha và chia sẻ cho mọi người là lên tiếng rõ ràng thực tế cho mọi người về cái luật nhân quả nha mọi người. Bây giờ là gà gần tới chưa? Anh, cũng gần tới rồi. Dạ. Tới gò gò tới gò mộ rồi tới. Tới gò mộ. Dạ. Mà đều mình khuyên anh em thôi giảm bớt cái gì được thì giảm đi. Trời chứ dạ. Quá khứ. Dạ. Là mỗi lần là anh nằm mơ là tới ngay chỗ đó là gặp á. Y gan như vậy luôn, không xe chạch gì đâu. Nhưng mà không biết là sau này ít có đi xuống đây rồi cô bác anh em ta có đốn cây đốn cối gì không mình đâu biết nha. Là nếu mà còn cái cây đó thì nghĩ răng đó. Là khi mà dỡ cái bọc bỏ lươn vô là thấy con mình trọng. Thì mình cũng như mình xẹt dây dính con lươn vậy đây. Cái mình nắm lươn này nè, cái mình bỏ vô bị. Bỏ vô bị thì lúc nào mình con lươn mình cũng đút cái đầu vô trước. Lúc đầu lên thì lương vô xuống đó thì quay qua là con mình nó nằm ở trong cái bao lương không mà lúc đó anh giật khi nào mà chạch rồi rồi anh giật mình thức dậy luôn không giật mình thức dậy còn niệm phật không dạ chứ mình đâu có biết cái gì tại ngô dữ lắm luôn mình kể lại rồi ngồi lên mới suy nghĩ nói tới giờ gà luôn không tới thời gian mọi người mà nếu mà bà con tin về cái luật nhân quả mọi người hãy chia sẻ cái video nha chia sẻ video đến bà con cô bác xem cái video lúc đó là vườn tượng không có đâu còn cái cây đó hả dạ, cây gáo luôn cây chăng cái cây cọng hết luôn ngay đó đó dạ ngay chăng luôn không có dịch cây cọng nó cây cọng lớn lắm nha cây bự luôn tơ lên thành vườn ốc rồi đó mình nói cho vậy nó đích xác cái này cái gì hả ngay cái cây đó rồi con nguyện với các ngài về đất đây anh chậm đây mấy con là để đến đây để quay thôi chứ không có quấy phá quấy dịu gì các ngài cũng quan hỷ nha hay có sự hiện diện đây cũng quan hỷ cho anh em YouTube chúng con độ chúng con để quay được nhiều người xem cho biết cái lực nhân quả để né tránh rồi một cái đây là cái video là một cái điều tốt chứ không có xấu và không có quấy dịu gì ai hết là định đi tới đây à. Mà anh xịt lươn ở đây nhiều lắm hả? Dạ, đi cho bằng ngày không à, không có đi bằng đêm. Ở gì đó giờ không có đi bằng đêm, đi bằng ngày không. Cây bị bự không? Rồi, y gan luôn rồi nè, coi người ta đốn rồi mình còn gì vẫn nhớ. Chắc là lâu lắm rồi, anh không có lại đây nè. Thì ngay răng chỗ này nè. Chỗ nào đó? Trang chỗ cái kẻ giữa nè. Là anh xịt lươn được. Giữa đó luôn chỗ đó khắp. Mà khi mà mấy cái lần mà anh không ngủ giống như là cái ngày bình thường anh đi xiệt là lại đó anh có xiệt được lương không? Cũng có. Chỗ đó nè. Dạ có luôn. Chỗ ngay cái chai anh mới giục luôn. Cũng như mỗi lần cô bác anh em ta xả nước ra như nè cái mình đi xiệt á lại vòng vòng đây thì từ cái cây đó qua đây thế nào cũng dính được. Mà trong giấc mơ cũng ngay ràng chỗ này. Cũng xiệt được con lương mà bỏ vô thì thấy con mình nằm trống. Dạ. Là đứa con trong bao lương đó ha. Dạ. Thì khán giả phải nghe gan chỗ này không à không có xe chạch thì... nghe nói trong bao lương thì tưởng đó là sanh ra trong cái bao lương rồi gỡ ra cái này là giống trong giấc mơ bỏ con lương vô cái bao rồi nhìn vô thấy con của mình là gọi chứ được trong bao lương nếu mà con người mình mà nói dốc có láo á thì anh đứng đây anh đứng đây người mình nói dốc láo thì có lẽ tôi dẫn đường mương khác tôi chỉ tầm 7 tầm 3 đi rồi cái này tôi nói là khoảng là cách xa nhà có khoảng gần cây số thì ở đây là cho là nhớ là mấy cọng này vẫn còn nguyên nè không có đường làm chết được hết rồi lại đây cảm giác thú vị nó kỳ kỳ sao đó anh cũng không ngại ha không ngại để kể ra cái câu chuyện này với gặp người ta cũng không có kể ta sợ giống như để người ta nói quý nhiễu này kia có khi những người mà người ta không biết người ta nói mình là này kia cái nỗi nó dốc nó láo mà để mà cho cô bác anh em ta rồi thấy hoàn cảnh mình vậy thì giúp đỡ cho mình thật sự ra cái đồng tiền của mà những cô bác em nó giúp cho mình nó nặng lắm nó nặng còn hơn là mình đi bằng những cái lao động khác nó nặng lắm mình xài đồng tiền đó cách thức sao mà cho nó phù hợp với gia đình chứ còn mà mình đi chỉ tầm 7 tầm 3 chi là nơi đó đó ha ngay chăng cái chỗ cái ngay chăng chỗ là vòng vòng rồi giấu từ cái mí đó qua đây mà nếu mà xịt cái lần đó không có là lần này cũng phải dính thì từ cái cây cọng mà đau lại lúc nào mà xả nước đi ra vậy là xịt dính
mà lương không có nhỏ được, cắn cái lên không à. Là dính vòng vòng ở đây là dính hoài. Giờ đi gì đâu không biết, nhưng mà lại đây tự cứ biết đó, đảo đó là hoài con lường. Mà trong giấc mơ cũng tại nơi đây. Cũng ngay trăng chỗ này luôn. Nói ghê quá không? Nếu mà mình nó giấu láo thì ở giờ xòe tôi nói là thôi ở ngoài này nó thì mình đi ra đó, chứ còn tôi vẫn là như là anh em xuống đây để mà chỉ là làm chi mà trong khi mà chỉ đi thì ốc bác mình đi như ngược hết trơn mà. Rồi hồi nãy lúc mà mình lại ngay chỗ cái quán đó đó là ở hình như là chỗ đó có một đứa một bé cũng mới là sanh năm của heo vàng, nhưng mà gia đình của mấy là hai đứa, mấy đứa cháu đó thì cuộc sống nó khá giả lắm. Dạ, ruộng đất thì chạy thẳng cò bả thẳng cánh, còn mình thì mình tạo cái nghiệp mình không. Nhưng có so sánh. Người ta có xiệt rồi không có gì? Dạ, không không ha. Dạ. Cũng có, cũng như gặp người ta đi xiệt nó cũng sắm rồi nó xiệt cá bậm nó ăn bậy bạ vậy đó, chứ nó không phải như mình mà chuyên nghiệp cái vấn đề mà đi xiệt hoài tối ngày vậy. Mình mưu sinh ha. Dạ. Cái mã bên đây là của ai ngoài kia ha? Sao của ông già của nãy mà cái cô ông già chồng. Dạ, dạ. Của cái cô trong đó nó dưới mấy bà cụ lão ngày xưa mình cũng có gành không. Thì ông già chồng thì trong đây. Vậy là con đường mương là từ ngoài kia. Ở ngoài kia dài. Ở ngoài kia vô đây là mình dắt đây thì cái chân chỗ ở nhà nãy mình đi nhờ đường đi. Dạ. Yeah. Wow. Câu chuyện này cũng rùng rợn nha, chứ thật sự là rồi thôi. Nói mà nó quậy. nói là mỗi lần nó bên không? Kia cũng có chùm nã. Cái đường mương này là nó dài ra tới ngoài. Thẳng nó thẳng ra ngoài 500 luôn. Dạ. Yeah. Mà tới đây là vậy đó. Tới đây là có. Lúc trước tôi là sửa sẵn mà cũng như là tối là mình nằm bao hen để đi xiệt tới đằng đó hen, là ốc ác nó dựng ngược hết trơn, mình tưởng đâu là mình lạnh ớn lạnh vậy nè. Đâu có nghĩ rằng ra ấy đâu. Mà tối lại thì nằm y gan vậy đó. Nhưng mà ví dụ như ban ngày anh xiệt ở đây là anh có cảm giác gì không? Thì trước khi mà tối này làm bao á thì cũng như giờ này mình đi xiệt, mình nói thí dụ đi. Đi xiệt thì tới đó là bắt đầu ốc ác nó dựng ngược rồi. Nhưng mà mình tưởng là cũng như mình đi xiệt ban ngày á là mình tưởng nó có này kia không, mà cũng như mình yếu trung bình nó lạnh. Rồi tối lại thì đi cũng cái gian là chỗ này nó sao kỳ vậy. Rồi mình dái gian này kia cái nọ vậy. Coi cảm giác mà nó nổi ốc á, nhiều khi là lợi như địa điểm đó. Dạ, là mình cũng không có biết nữa. Rồi cũng như mình chỉ biết đi xiệt không à, mình đâu có nghĩ tới mà ví dụ mà ông bà cho mình hay đâu. Chỉ đi xiệt tối về nằm mới là mới hết hồn hết vía. Y gan chỗ này, từ đó là đây, từ đó đây tới đó là y gan. Tại vì bắt dính lương lên bờ đó, mình bỏ lương vô thì nằm trong lõn ở trong. Chứ không có đường. Vậy là ba đêm. Ba đêm liền hai lạc. Đêm đầu. Hai đêm đầu thì nói là cho vợ con nghe thôi. Còn cái đêm thứ ba đó thật sự tôi câm nín là không có nói cho là gia đình biết. Tới giờ luôn hả anh? Dạ không, có bữa hổm thì nào nghe có nói với có kể luôn ha. Rồi. Tại vì sợ cha mẹ gầu lo rồi buồn phiền rồi la gầy này kia, mình gắng câm nín rồi mình đi làm thôi. Nó là bởi vì giờ nói vợ là chỉ có hai lần thôi, nhưng mà thật sự ra bữa đó là ba lần. Y gan vậy liên lạc ba lần. Là bữa đó là chú Thảo là quay là tôi là có cái là tôi nói là tới lần thứ ba lần. Chứ không phải mà mình nói là để hai lần mà mình này kia đâu. Nhưng mà thật sự là thứ ba lần. Ba lần y gan như vậy luôn. Sợ nói ra rồi cha mẹ gầu lo. Mình nghèo nữa. Thì có người ta cũng không tin á. Dạ đúng rồi. Cái người mà tự nằm lâu lắm rồi kể ra thì cô bác anh em ta chồng sớm ta thương ta nói thôi nghỉ đi. Nhưng mà mình thì ở trong đồng bái biết rồi, con cá con mắm thì nó phụ thuộc gì ở chợ lắm, thì thử mình đi kiếm ăn vậy đó, nó đỡ ngày nào cũng dạ. Tại vì mình thì không có nghề nào ổn định thì ai mướn gì làm nấy, thì bỏ cái thời gian ra để mà đi chung ra thì ở đây chứ mà còn mà đi qua đó nó cùng gần gần bên chầm mã đó bên kia có chầm mã nữa kìa. Ai mình thấy ở đây là thấy vậy thôi, nhưng mà bên đó nó càng gùng gặn. Mà bên đó anh có xịt không thấy không? Có, cũng có đi qua đó xịt nhưng mà thật sự không thấy. Nhưng mà bên đây là đích xác mình thấy bằng cái sự thật. Ở đó mới gùng gặn nhất. Ồ ghê quá. Ở bên đó đó anh qua dạ. Đó là anh dẫn ốc nhiều hơn sao? Nói chung là đi mình đó là hầu như là tóc gáy là nó dựng hoài lên. Nó có cảm giác. Mình không phải sợ, nhưng mà đi làm ăn mình nó giá vàng rồi mình đi làm ăn rồi mình không phải sợ, nhưng mà điều cái mà đi ngang đó là mỗi lần cái. Anh có suy nghĩ không? Sau cái đêm nằm bao đó mới về mới suy nghĩ mới dẫn ốc.
Tại không, vì không, cũng... tức là mình đi đi xịt ban ngày nè, dạ. Là mình có suy nghĩ một cái vấn đề gì không? Nhiều khi mình suy nghĩ cái nó làm tâm nó hợp bằng tâm phải không? Không có. Là tự nhiên. Tự nhiên thôi, nó là nó cho mình là bắt chợt tự nhiên à. Là tâm linh. Nó tự nhiên mà chứ à, nếu mà mình suy nghĩ thì mình phải xả trước. Hoặc giả mình xả sau xả trước. Còn cái này là nó tự nhiên luôn chứ đó. Đi dân ở trong đồng người ta đâu có sợ. Không có sợ đâu, tại vì mình đi bằng đêm bình thường mà. Dân ở đồng quê người ta dạ. Đi bằng đêm. Bằng đêm đi làm này kia ở chỗ cốc, chỗ nhái, chỗ ếch vậy đó. Ta đâu có sợ đâu. Ta không có sợ đâu. Tại vì cuộc sống mà. Còn anh lợi cái anh không có suy nghĩ gì mà tự động nó nổi ốc á. Nó dựng ngược hoài vậy đó. Giống như nãy vừa đi ra đây cái gì đó. Mình nói ra nó thì ở đây thì nó dữ lắm nè, nói ra thì nó ốc. Mình không phải mà mình làm cái gì cho nó nổi được nha. Có cái là sự thật như vậy đó. Mình nhắc tới là xuống đây là mình thấy ớ ngằn. Rồi vậy thôi mình đi vô đi. Là lúc nào cũng 3 đêm hết. Rồi từ đó tới giờ anh còn lại đây xiệt lương nữa không anh Sáng? Là theo mà đón ra đó thì nghĩ xuống đây sẽ là cũng khoảng theo đón là cũng gần 10 năm. Ồ. Khá lâu. Tức là trong khi lúc đó thì mình còn chút đỉnh nha. Còn lấy ra là mình đi về chỗ khác không dám xuống đây. Dạ. Tại vì ở dưới này ta cho mình thấy gì mình đâu dám xuống nữa. Còn cũng như mình đi kiếm chỗ khác rồi mình kiếm ăn vậy đó. Dạ. Mấy anh em cũng lặn lội ra đây để quay cái cảnh này cho bà con xem. Nếu mà mình nổi dốc nó láo thì những cái đường mương khác thì mình đi dạ, quay. Đi chỗ gần, cái đi đâu mà xa dữ dở dạ, rồi đi đâu mà xa chi. Chị. Đi tự chổng chài ra mà anh khen nó nổi ốc hoài luôn. Tại vì xuống cái chỗ này làm như nó có cái là cái nhược điểm, khuyết điểm gì đó là mà để mình sợ. Là tôi mình nói ra, nói ra thì giờ diễn ngược. Có là tất cả anh em đây đi chung với nhau thì có thể bọng gan thì đi mình đi ấy thôi chứ mình anh không bây giờ là sợ không dám ra luôn hả? Dạ đúng rồi, cũng đi thì được đó nhưng mà mình anh thì nó hơi gùng gan hơn nữa. Có khi nào mà mình ngồi với đứa con mình khi mình nhìn thẳng vào cặp mắt nó không anh có nhớ không? Nhớ là cảnh mình xịt lương tại vì nói chung ra thì tôi nhìn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn cái cử chỉ con mình với là trong cái giấc chim bao của mình á thì thành thử ra mình thấy là con Lương với con mình nó hầu như là nó khoảng là giống nhau 70%. Tại vì lúc đó mình sẽ kính con Lương lúc nào nó cũng éo ụ như nè. Còn con gắn cũng vậy đó. Gắn mình sẽ cong mình cộng mấy vậy đó. Le lử luôn. Le lử ra ngoài luôn là con gắn nha. Con của anh là khi mà để nó nằm như vậy rồi mình đi vòng vòng trước là nó sẽ uống mình, nó theo nó nhìn. Dạ, nó kiếm. Thôi. Nó kiếm. Nó cũng giống ha. Dạ, nổi từ gì. Đi gan này sợ. Bởi vì nổi cái có khi anh em ta không có làm trong nghề, người ta không có biết, người ta nói mình nó dốc nó láo là lên mạng câu like câu bỗng gì đó. Yeah. Thì thành thử ra mong anh em thông cảm đi, cái này là bằng sự thật chứ mình không có nói mà để mà lên mạng hay gì thì kia để xin tiền cô bác anh em, nó không có cái đồng tiền nặng lắm. Nói để cho mà coi cô bác anh em nào á mà làm cái nghề xịt như mình thì thí dụ mà có cái cuộc sống nào đó thôi mình giảm bớt nghề xịt đi. Đừng có mà nói chung ra nó tội lỗi lắm. Yeah. Thì lắm lúc về nằm đâu có dám nói than thở vậy đâu. Nhìn con mình chớn trước mắt nữa mà không mằng lại gì sống. Yeah. Bây giờ mình nói ra điên. Bây giờ cái trái mít tài trồng mình vậy mình lại mình bẻ mình đi bán chỗ khác thì mình thấy cái lương tâm mình không cho phép. Yeah. Tao ngủ vắng lâu có 10 năm nay. Hầu như là vắng chừng nào là mừng chừng nấy chứ mình nói chung ra giờ đi thì nãy giờ thì anh với chú nó thì thấy rồi đó. Qua. Wow. Này như là đích thân dẫn dạ. Ra nơi xưa lúc trước thì ở khu vực này không có dừng tượng gì đâu. Tại vì nó có cái khu trong đó à. Cà bắp. Cà bắp mình. Ê cà bắp. Có cô gái bển bẻ. Cà bắp mấy ký vậy? 15 ngàn rẻ ha. Đi cao nó cũng có đi còn cũng. Chỉ
Dạ. Giống mày không? Luôn hả? Có đứa con giống con của chú, đừng nói có gì mày có đứa con. Bằng tuổi luôn hả? Là có một năm một. Gái nữa. Gái luôn hả? Dạ. Mặt có giống gì không? Y gan vậy luôn. Mặt giống thịt luôn hả? Không, mặt thì không giống. Dữ lắm luôn, hay là gùm gà không? Dạng của khác ở chồng của mẹ khác ra rồi tự. Còn mình thì sống cuộc sống kiểu mà nông thôn thì ghen nọ đất ruộng thì không có, cũng có bây giờ con gái nó bệnh hoạn thì mình dây hỏi lúc đó tại tại ai cho đâu dễ gì, không ai cho tại sợ mình giật không ạ. Rồi anh cũng xin chào anh Sen nha. Dạ. Cảm ơn anh đã nhín một cái thời gian để dắt cho anh em đi đến cái nơi mà giống như là cái anh nói là liên quan với tâm linh và liên quan với nghiệp nhân quả đó, thì khán giả xem và cũng thông cảm cho anh vì cuộc sống khó khăn. Thì cho nên Lê Thanh cũng sẽ kép lại video ở đây. Chúc cho anh Sen nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Bình an và may mắn. Lê Thanh giới thiệu bà con những video tiếp theo. Cảm ơn Lê Thanh nhiều. Dạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.